Thưa quý vị, trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế, một số địa phương trên địa bàn huyện Thanh Miện đã làm tốt việc xã hội hóa đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần và sức khỏe cho người dân. Thôn Hòa Bình, xã Cao Thắng là một trong những điểm sáng của huyện Thanh Miện trong việc vận động xã hội hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn. Thôn đã vận động và kêu gọi những con em quê hương thành đạt trên mọi miền đất nước và những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân chung tay ủng hộ quỹ để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Với mong muốn chung tay xây dựng quê hương nên chỉ trong thời gian ngắn, mọi người đã ủng hộ được trên 1 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng vào việc nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng một số hạng mục và mua sắm thiết bị ở khu văn hóa tâm linh của thôn, lắp điện chiếu sáng, cải tạo sân bóng đá và lắp đặt các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao khu vực nhà văn hóa của thôn. Chúng tôi họp mà cấp ủy chi bộ là cũng thông báo và cũng xin ý kiến cấp ủy với chi bộ là chúng tôi đi xã hội hóa và làm cái công trình của thôn và các cái sự kiện là tất cả hết hơn 1 tỷ, nhưng mà chúng tôi tất cả là xã hội hóa là vì là nhân dân hưởng ứng và mình đã làm các cái công trình mà nó minh bạch rạch ròi, cho nên là làm cái gì nó cũng rất là dễ dàng, và chúng tôi đi xã hội hóa là nhiều người ủng hộ và nhân dân là các tầng lớp là ủng hộ rất là nhiệt tình. Tôi thì hàng ngày cũng ra đây, nhất là buổi sáng, nhất là thí dụ những người già là về phụ nữ là người ta tập luyện nhiều hơn. Tôi nghe thấy là nhiều người già người ta bảo tập cái này là rất là khỏe. Thế thì các cụ thì giãn xương giãn cốt, thí dụ như bà cụ gần đây tuy đau lưng thật nhưng vẫn cứ ra như thế. Thế cho nên là chúng tôi thấy là một cái việc mà nếu như cái này phát triển sớm thì tốt quá. Xã Chi Lăng Nam cũng là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Thời gian vừa qua, các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn đã chung tay đóng góp gần 200 triệu đồng để cải tạo hạ tầng, mua sắm, lắp đặt các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao, bàn ghế cho người dân nghỉ ngơi, thư giãn ở khuôn viên của 3 nhà văn hóa thôn. Sau khi được cải tạo và lắp đặt dụng cụ thể thao, hàng ngày rất đông người dân đến luyện tập, nâng cao sức khỏe. Chi bộ thôn Triều Dương chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm các cái dụng cụ thể dục thể thao cho bà con về đến đây tập luyện, đặc biệt là các cháu và các cụ già, thường thường buổi sáng với buổi chiều cũng rất là đông. Thì cái nguồn xã hội hóa của chúng tôi thì trước hết là cái công tác tuyên truyền trong nhân dân, và đặc biệt là con em xa quê đã có tâm gửi về quê hương. Các cái xã hiện đang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu như xã Chi Lăng Nam, thế rồi một số các cái xã Chi Bắc và một số các cái đơn vị khác nữa cũng đã tích cực xây dựng các cái bể bơi cũng như ao bơi hợp vệ sinh, và đặc biệt là các cái thiết chế ngoài trời để hướng tới là nâng cao cái đời sống cơ sở vật chất tinh thần để cho bà con tham gia vào tập luyện rèn luyện sức khỏe và góp phần vào cái lao động sản xuất cũng như là phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Một số địa phương khác của huyện Thanh Miện cũng đã thực hiện xã hội hóa để xây dựng cải tạo nhà văn hóa đình làng, nhà thi đấu cầu lông, ao bơi hợp vệ sinh. Trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế, một số địa phương đã thực hiện tốt việc xã hội hóa, huy động nguồn lực của nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở là việc làm đúng đắn và cần thiết nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe của nhân dân.